Nó cứ dí sang la ca này rồi. Rồi cả nhà ngồi ngồi cạnh cô gái xinh đẹp run hết cả người luôn. Em ơi, cho anh hỏi em tên gì, ở đâu đến? Dạ em tên là Duyên, em ở tên Quang ạ. Ồ, cô gái duyên, trai gì nhìn nó cũng duyên đấy. Cái mình có người thương chưa, nghe bảo là chè thái gái tuyên hôm nay mới được gặp. Cái mình có người thương chưa? Dạ em ạ. Đúng em rồi. Em thì người thương thì cũng có nhưng mà ít lắm. À ít lắm. Rồi rồi rồi. Rồi chào là thổi tặng cô gái bản sáng mâu nhé. Dạ dạ. Anh ơi em nắng quá. Ô nắng quá. Ôi mặt trời ơi, xuống núi đi, không có nó nắng đấy. Không. Em ơi cứ thả hồn vào núi. Không, vào đất thì, đi. Em thì thích chụp ảnh lắm nhưng mà căn bản ở cái chỗ ánh sáng này nó chiếu. À thế em ngồi bên này. Không, chỗ này cũng được anh ạ. À đã, lại chọn chỗ này. Rồi. Làm luôn. Nhanh không có mặt trời xuống núi rồi. Em cứ thả hồn vào đâu cũng được nha em nhé. Vâng. Cô gái xúc động quá, bồi hồi rồi. Anh thổi thật nhá. Vâng, anh thổi đi. Hay là quay lại nhỉ? Em muốn nghe anh đấy. À rồi. Bây giờ mặt trời xuống núi rồi, yên tâm. Vâng. Rồi. Giang trồng hơn, về đây chơi. Mặt nó đang lim dim, nó sắp đổ rồi. Ô Giáng ơi, nó đổ rồi. Hay quá anh ạ. Em là cô gái sông Lam. Em là cô gái sông Lô thì có hơn. Bây giờ đang ở sông Lô mà em nhỉ. Em là cô gái sông Lô, biết yêu anh, biết thương, biết dần. Nhớ thương nhau câu hát em chờ. Sông Lô xanh mãi. Ủa, sông Lô xanh mãi nha. Sông Lô hôm nay đục lắm. Câu hò hò bên sông, đường về rẽ lối em qua. Chè xanh mèn nấu thơm ngon cả làng. Ai ơi bưng bát cơm đây. Nhớ khi tối lửa ngọt bùi có nhau.
trăng nghiêng 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 sang đỉnh núi Hồng Lam ngân nga câu hát. Em giờ thương ai? Em giờ thương ai? Em giờ thương em. Hỏi trăng bao tuổi rồi trăng mà anh chưa vợ. Em còn thanh xuân. Đời người khi đục khi trong, sông sâu tìm về với biển, trăng nghiêng soi bóng anh về. Thương em anh hót câu hò hò bên sông, trăng nghiêng soi bóng anh về. Thương em anh hót. Nhìn về đây thì thả hồn chứ. Em thả tim anh. Câu hò hò bên sông. Có bao giờ anh viết được vần thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con đến người vai mẹ gầy khô. Dòng sông lo, ôi dồi, mệt quá cao thế. Chạy về dòng lõm, ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành Sơn yên ngon, vượt qua ngàn bão tố. Đông Lộc ơi, mười bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tình quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về. Ô, ta đưa nhau về thôi, rồi, rồi. Em ơi về thôi. Về Hà Tĩnh nhá. Hà Tĩnh, đi về thôi. Đi về Hà Tĩnh nhá. Thôi, à, báo đưa nó về đây, rồi, rồi. Mù say say, đi một đoạn thôi, rồi, rồi. Đi về Hà Tĩnh nhá. Về thôi, cán bộ ơi, rồi, đi về thôi, rồi. Đó, rồi, à, báo bắt nó làm vừa lại, mù say say, chào cả nhà. Rồi, rồi. Đâu, đâu, đủ thiệt áp thì thôi, rồi. Mù say, chào cả nhà. Chụp ảnh chưa? À, chụp ảnh riêng đi, thoải mái ra rồi. Em chưa chụp nha, vào đây. Chụp đi, đã chụp đâu? Quên. Cả nhà ơi, quên chụp ảnh. Lừa nó một tí nên mình có làm gì đâu. IAP nào? IAP có cái nốt trắng trắng đấy không? Thấy không? Em sờ vào đi để tối nay có bầu luôn rồi. Anh ấy có bầu là em về Hà Tĩnh đó. Về Nghệ An chứ. Rồi. Để Khanh chờ em tí. Anh nhờ bạn trai chụp ảnh đi. À nhờ bạn trai là không phải bạn gái cả nhà nhá. Đấy. Này, nó ăn gì mà đẹp thế, trắng thế. Em ăn gì mà đẹp thế. Anh khéo nịnh em rồi tối về em mất ngủ đấy. Sáng yêu một. Ồ, mất ngủ hôm nay. Em mất ngủ ngày mai em ngủ bù. Em yêu một rồi. Đấy, rồi. À, full HD không che luôn cả nhà nhá, rồi. Anh chụp. Đấy. Rồi, đây. Sơ vào cả bầu tối nay có bầu rồi, rồi. Rồi. Đây tay kia cầm cái cán luôn đấy. vừa tay không? Rồi, yêu bên nào? Ông nhìn bên nào đây? Bên nào cũng nhìn rồi, yêu bên nào? Yêu bên nào sản xuất ra người nào? Có cái lỗ tròn sờ thấy chưa? Trắng thấy chưa? Rồi, nhìn bên nào? Ôi nó chèn áp bào không thở được. Rồi yêu bên nào? Mô ta ba na sản xuất ra người nào? Không thở được rồi, tim đang ngừng đập rồi. Nín thở được chưa? Mô ta ba na yêu bên nào? Dập liên tục rồi. Dập liên tục mà. Nhìn quả bầu này cũng giống núi đôi quản vạ mù sương đấy. Đấy, làm cái này, đây. Em đỡ quả bầu đây, này view nó mới căng đen này rồi. Đấy, rồi, yêu bên nào? Đấy, yêu bên nào? Nhìn bên nào, bên này rồi, yêu bên nào? Nghiêng một tí, mượn một tí không sao mà, yêu bên nào? Ra người chưa? Em hãy ở đây thì toàn núi rừng, ở nơi mà tuyên quang, nơi
nơi mà có dòng sông Lô là chảy xiết như thế này, em có cảm xúc gì khi mà về với Tuyên Quang không? Em ạ. Nghĩa là về rồi thì cảm thấy mình vẫn nhớ, mình vẫn lưu luyến. Nói chung là cảnh đẹp mà. Nhưng mà em là người gốc là ở Tuyên. Người gốc em ở Hàm Yên. Ở Hàm Yên đây luôn. Dạ vâng. Ở bản nào, thôn nào để anh còn biết tìm em. Cô gái ở Hàm Yên. Ở đâu? Em ở Phù Lưu ạ. Phù Lưu à? Dạ. Em ở vùng quê đất Cam mà. Rồi. Chạy gì là nhìn em là rất là kiểu cam thì nó lúc nào cũng căng đầy, căng tràn đúng không? Mọng nước đúng không? Mọng nhìn em cũng rất là căng đen luôn. Đây, một cô gái em vùng đất Cam rất là xinh đẹp. Người ta từng nói là cái gì, trẻ thái gái tuyên nhỉ? Mà nhìn em, anh nhìn, để anh tả em nhá, nhìn em như búp bê. Đấy, rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Bây giờ anh sẽ tặng em bản sáo mà nhìn ngồi cạnh em, anh tim anh cứ đập tình thịch em ạ. Đừng run và đừng lo, đừng sợ. Có em bên cạnh rồi. Tim anh nó cứ đập thịch thôi, không biết là phải dừng lại kiểu gì. Có em bên cạnh rồi, anh đừng lo. Cả nhà hai cô gái xinh quá, bảo toát hết mồ hôi. Cán bộ về quay chân dung nhá, đừng quay xa quá nhá. Quay chân dung nhá. Quay ở khung hình thôi cán bộ ơi nhá. Một sạch trai. Em anh thổi nhưng em đừng thương anh nhá. Em cứ thả hồn mà tiếng sáo vi vu nhá. Lỡ thương rồi biết làm sao. Sống rùa cả đề danh cú tề nhùa đề kê cú cú
na ma lua tía tua ti ni xua ni nhua mãi à ơ ơ chiều lòng anh nhớ gọi em mãi chiều về bên núi nhớ nhớ người yêu lòng anh buồn buồn ăn trăng nó lòng chiều anh nhớ gọi em mãi à ơ. Rồi em ơi anh hỏi đây, em đã về Hà Giang lần nào chưa? Dạ em cũng về mấy lần rồi anh ạ. À rồi. À, sau video này Apao muốn mời cô gái và cũng như chàng trai cô gái ở Tuyên Quang có thể là có một dịp nào gần nhất có thể về với Tuyên Quang, về với Hà Giang. Về với Tuyên Quang thì phải về với Hà Giang. Đúng rồi. Chúc em với quý đoàn có một chuyến du lịch thật vui và ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vì vu thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà tình quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về. Ô, ta đưa nhau về thôi, rồi em ơi về thôi. Về Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi về thôi. Đi về Hà Tĩnh. Quê thôi a báo đưa nó về đây rồi. Mù sai sai rồi đi một đoạn thôi rồi. Đi về Hà Tĩnh. Ờ về thôi cán bộ ơi, rồi đi về thôi rồi. Đó rồi a báo bắt nó làm vợ lại mù sai sai chào cả nhà. Rồi. Đóng đầu tụ thiệt áp về thôi rồi. Mù sai chào cả nhà. Chụp ảnh chưa? Ảnh chụp ảnh riêng đi, thoải mái ra rồi. Em chưa chụp nha, vào đây. Chụp đi, đã chụp đâu? Quên. Cả nhà ơi, quên chụp ảnh. Lừa nó một tí nữa mày, có làm gì đâu. IAP nào? IAP có cái nốt trắng trắng đấy không? Thấy không? Em sờ vào đi, để tối nay có bầu luôn rồi. Anh ấy có bầu là em về Hà Tĩnh đó. Về Nghệ An chứ không có bầu. Để anh chờ em tí. Anh nhờ bạn trai chụp ảnh đi. Anh nhờ bạn trai là không phải bạn gái cả nhà nhá. Đấy. Này, nó ăn gì mà đẹp thế, trắng thế. Em ăn gì mà đẹp thế? Anh khéo nịnh em rồi tối về em mất ngủ. Săn yêu một. Ồ, mất ngủ hôm nay em mất ngủ, ngày mai em ngủ bù. Em săn yêu một thôi. Đấy rồi. À full HD không che luôn cả nhà nhá. Rồi. Anh chụp. Đấy. Rồi, đây. Sơ vào cả bầu tối nay có bầu rồi. Rồi. Đây. Đây tay kia cầm cái cán luôn đấy. vừa tay không? Quả bí lòng trước lòng vào. Rồi, yếp bên nào? Ông nhìn bên nào đây? Bên nào cũng nhìn rồi, yếp bên nào? Yếp bên nào sản xuất ra người nào? Có cái lỗ tròn sờ thấy chưa? Trắng thấy chưa? Rồi, nhìn bên nào? Ôi nó chèn áp bào không thở được. Ở yếp bên nào, một hai ba na, sản xuất ra người nào. Không thở được rồi, tim đang ngừng đập rồi. Nín thở được chưa? Một hai ba na, yếp bên nào. Dập liên tục rồi. Dập liên tục mà. Nhìn quả bầu này cũng giống núi đôi quản bạ mù sương đấy. Đấy, làm này, đây. Em đỡ quả bầu đây, nên view nó mới căng đen này rồi. Đấy rồi, yếp bên nào. Đấy, yếp bên nào. Nhìn bên nào, bên này rồi, yếp bên nào. Người nghiêng một tí, mượn một tí không sao mà, yếp bên nào. Ra người chưa? Rồi thả cho em nó về thôi, không có tí nữa chồng nó đuổi đánh. Không sao, vui mà, hiếm khi được ngồi với anh. Rồi. Cảm ơn anh. Có gì đừng thông cảm nhá. Em thì theo dõi anh nhiều rồi, em biết mà. Ủa, nếu là cán bộ. Một sai sai là sai sai, chào cả nhà. Rồi, chào em. Rồi. Đi thường lộ Bình An nhá. Rồi, nó về rồi, cán bộ ơi. Rồi, này full HD không che nhá, yêu bên nào. Thế không full HD không nhỉ, yêu bên nào. Chuẩn bị tư thế. Xuống tân. Ôi giời, yêu bên nào. Chắc là bóng bò chứ. Ui giời, nó ăn gì mà đẹp thế, cứ thích chụp mà này. À Pao không biết bị bệnh gì mà cứ nhìn thấy con gái đẹp là A Pao thương thôi. Em đi sang anh xong tối anh gửi qua cho em nhé. Rồi. À phải chết rồi, nó xin số A Pao rồi, nguy hiểm rồi. Không phải em xin, mà rồi. Nó gửi số em không nhớ luôn á. Rồi. 83. Không phải, em vừa nháy nhưng mà rồi, cứ không nháy. Có sóng em không nháy được. Còn không có sóng nữa rồi. Rồi còn không biết luôn. Thế bây giờ làm thế nào?
Lên Zalo. Anh kết bạn thì em đồng ý xong rồi tụi anh gửi qua cho em. À rồi rồi rồi. Không nhưng mà ta chặn hết rồi. Làm sao kết bạn được. Đó YP. À cùng đoàn à. YP nào. Anh ơi tránh đi. Ôi dồi. Rồi. Chúc anh sức khỏe nhé. Rồi rồi. Công tác tốt. Rồi. Luôn luôn một giọng ca vàng của bọn em. Rồi cảm ơn cán bộ nhé. Cho em cái kia cơ em ấy. Rồi, rồi, thích rồi. Cái kia cơ. Tuyệt to rồi nó em... cứ thấy sờ vào quả bầu. Rồi rồi rồi. Thích này cơ. Rồi 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 thích làm gì thì làm nào. Yêu bên nào. Tối nay có bầu nhá. Chung như kiểu anh ơi. Yêu bên nào. Nghiêng nghiêng vào nó rồi. Được chưa? Cái mình tên gì? Quên rồi. Cái mình tên Tâm. Rồi rồi rồi. Rồi thôi nghỉ thôi mệt lắm sợ rồi. Cái này tối về có bầu ấy. Đúng rồi, không có bầu tao làm cho ra ấy. Có bầu luôn. Rồi. Sợ không có bầu áo báo làm free no money có bầu luôn. Nha. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hồ mê mê. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa giam. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu mù say say lòi say say. Mù say say lòi say say hồ chứ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống